đứng núi này trông núi nọ. Một trong những người mà thật sự quý vị như ông Lê Tính mà ông còn quay xe được thì tôi thấy cái điều nó cũng cực kỳ lạ. Mình đã không có tên có tuổi gì đâu, nhờ hình ảnh Hồng Loan, nhờ câu chuyện của Hồng Loan, nhờ câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh mà được khán giả biết tới mình, là cái ơn đó là thật sự phải cảm ơn Hồng Loan. Chứ mình không thể mà mình lên mình gọi là mình vô ơn, mình phán ngược lại Hồng Loan được. Đạo đức của một người nghệ sĩ ở đâu? Mình lên mình nói về Hồng Loan thì mình cũng phải là mắc cỡ một chút, có nghĩa là nhờ Hồng Loan mình mới có được ngày hôm nay, nhờ Hồng Loan cái tên mà Lê Tính của mình bây giờ nó mới nói trên mạng xã hội. Mình không cảm ơn người ta thì thôi, chén cơm của mình là được Hồng Loan nó nhặt nó cho lại. Để mà bây giờ lên gọi là cái như là để mà phán Hồng Loan, để mà quay xe Hồng Loan. Cái điều những con người này họ có chung một tư tưởng, họ cho rằng họ là quan trọng. Những con người bây giờ quay xe chữ Hồng Loan là họ cho rằng họ là quan trọng. Cho nên họ lên họ bắt Hồng Loan phải theo cái ý của họ. Hồng Loan chỉ cần mà vô tình mà có những cái mà phát ngôn nó động chạm tới họ, hoặc là nó làm cho họ cảm thấy không được vui, là tư thế của họ là sẵn sàng quay sang để mà kính xé Hồng Loan cho mình được. Đó là một trong những kẻ tiểu nhân. Đã chơi thì nói thật sự mình đừng có chấp vẹt, đã chấp nhận vô cuộc chơi thì đừng có chấp vẹt, còn chấp vẹt như thế thật sự quý vị nó không có mối quan hệ nào tồn tại. Tôi nói vợ chồng mà chấp vẹt còn cái như nó còn bung chứ đừng nói câu chuyện mà xã hội. Mình vô rồi mình là cái nghĩa địa gì bắt người ta phải phục tùng theo ý của mình, rồi người ta không theo ý của mình rồi mình quay xe sang mình cánh. Lúc chiều tôi có xem một số cái clip, có nghĩa là thằng cha này đó, nó cũng điện thoại qua cho những người mà thân cận bên Hồng Loan đó để mà moi thông tin, để mà lên like lên view. Nhưng mà có một số người người ta ém nhẹm thông tin, người ta không có nói, vì những thông tin đó là những thông tin rất quan trọng. Tôi nói một cái vụ án mà chưa xử, nên nhớ rằng, nếu như ngày nào đó mình là cái như là nó nằm trong hoàn cảnh Hồng Loan thì cũng phải nên hiểu cho Hồng Loan. Một trong những thông tin mà nó cực kỳ quan trọng đó đã được phục vụ cho phiên tòa sắp tới, mà mình là kênh YouTube mà mình điện qua mình hỏi thông tin rồi người ta không chia sẻ, rồi mình cảm thấy mình sực, rồi mình quay sang mình kính càng. Tôi nói mà bây giờ phiên tòa chưa xử mà những cái thông tin nào đó mà dục cho YouTube lên nói hết trơn, thất bại hoàn toàn. Đó là những con chốt bài, đó là một trong những cái gọi là cái pháp lý của người ta. Đó. Thì người ta không thể nào mà người ta chia sẻ trên không gian mạng được. Có vấn đề này là có nghĩa rằng đó, những câu chuyện này, đó, những cái hồ sơ pháp lý Hồng Loan sẽ nộp tại tòa, rồi tòa sẽ có những cái thông báo cho bên kia để qua để mà sao chụp hồ sơ. Đó, chỉ có hai bên biết thôi. Mà chỉ cần xin thưa quý vị đó, cái này mà nó đưa lên mạng xã hội rồi cái nó lấn thầy rầy ma, người này ý này, người kia ý kia, là nó tránh ra một cái hệ thống gì nữa hết trơn. Thì làm gì các câu chuyện mà người ta chia sẻ với mình. Mình đang đi moi tin để câu like mà cái cho rằng mình là một trong những người mà ơn của Hồng Loan, trời ơi, ơn gì mà nhục vậy má cha. Mình đang kiếm ăn trong cái gia đình của người ta mà bây giờ cho rằng mình là người ơn. Tôi nói ơn đâu mà bao giờ vậy? Ơn đâu bao giờ vậy? Mình đi gọi là cái không ai mượn, không ai sai, không ai bảo. Ở đầu đường xóa chợ đâu vô bắt đầu là cái là nhảy vô câu chuyện của Hồng Loan. Rồi vỗ ngực xưng tên tôi là một người chính nghĩa. Tôi bảo vệ cho Hồng Loan, tôi là người chính nghĩa. Cuối cùng sao bây giờ chính nghĩa đâu, nghĩa địa hả? Tôi nói ngày xưa quý vị thấy ông Lê Tính không? Ông lên những cái bài viết, ông lên những cái clip ban đầu ai cũng ủng hộ ông cả, vì ông nói có những cái nó chuẩn, có những cái nó đúng đạo đức của một con người. Còn bây giờ không biết là cái gì mà nó sai khiến ông nè. Bây giờ ông lên ông có những cái phát ngôn, tôi thấy rằng nó cũng không có phù hợp, nó cũng lệch chuẩn với một con người. Anh nghĩ anh là ai? Anh cho anh có quyền
Rồi anh lên anh lôi khán giả theo chiều nào cũng được, tào lao. Anh chẳng qua là những nghệ sĩ có túi, chứ còn nó có tên thì tôi chưa thấy cái tên của anh mà xuất hiện trên những cái gọi là cái sân khấu lớn. Tên của anh thì chưa bao giờ xuất hiện những sân khấu lớn, mà cái nhờ mà người ta biết được anh thì cũng qua cái drama của Hồng Loan. Còn liên quan đến những cái vị như mà thằng Thám Tử Lùng, hay là cái cô Vina, rồi cô Dương, rồi cô Hoa Hậu, rồi cô Lê, cô đồ, cô Thủy Lê thế rồi. Ai mượn mà bây giờ nó thật sự là quay xe sang chữ Hồng Loan không ra gì vậy? Ủa ngày xưa thấy sao cái giọng chữ này nó giống mà ngày xưa chữ bên kia dữ vậy? Ngày xưa nó chữ bên kia cũng như bây giờ nó chữ Hồng Loan đâu quý vị. Ngày xưa nó chữ bên kia cũng giống như bây giờ nó chữ Hồng Loan, mà thậm chí bây giờ nó chữ Hồng Loan còn ác hơn bên kia nữa. Bây giờ nó sợ lắm đâu quý vị. Bây giờ nó sợ là anh Đơn, bây giờ nó sợ là do tất cả là bên kia nó lập quy bàn hết rồi. Đó, nó sợ là anh Đơn, cho nên bây giờ nó phải là đi cúi luồng, nó phải là quỳ lạy. Thậm chí rằng nó thật sự tôi rất ghét một cái kiểu cách mà nó vô trong quán bánh xèo của người ta. Nó bảo rằng là có lỗi thì nhận lỗi, mắc gì đâu, sao không mắc gì đâu. Ai mượn ai sai bảo mà lên, mà chữ người ta tan bờ, mà chữ mà tan nát đời qua người ta hết. Bây giờ mà vô mà gọi là mày nhận lỗi, nhận cái gì ba dơ vậy? Một trong những con người mà thể hiện một cái sự là cái lập bật chợt, một cái sự là suy nghĩ không có gọi là đến nơi đến chốn, lên chữ cho đá cái lỗ miệng, rồi bây giờ đi xin lỗi người ta, thấy nó bao giờ chứ. Mà cái này có ai có mướn đâu, tự vô tự chữ, chữ cho đã xong rồi ra thôi, ra xong rồi bây giờ quay xe sang đi chữ ngược lại bên này. Đạo đức một con người cũng phải có cái lập trường quan điểm chứ. Mình nói ra cái gì cũng phải có cái sự mà gọi là mình cũng phải tìm hiểu, nghiên cứu. Câu chuyện là đúng hay không, câu chuyện đó là cái như là mình dựng lên là từ Hồng Loan nói ra, cái nguồn ở đâu. Không có bất kỳ một cái gì cứ lên mà cứ dâng dâng trời biển như thế. Rồi bên kia đó lập cho cái vi bằng một cái là ông nội mộ đậu, mộ nội cũng bắt đầu chú khô luôn. Rồi lúc đó mà cứ rung giò riêng thí lơ là nó nghỉ một khoảng thời gian khá dài đó quý vị. Khi mà dính vi bằng nó còn lên nó xin tiền của khán giả để nộp phạt, nộp bấy đâu rồi. Thì tôi hỏi bây giờ nó thật sự đó là một trong những cái gì mình làm thì mình nhận, mình có tiền mình ăn, có bao giờ có đưa khán giả, có mời khán giả ly cà phê nào đâu, để mà mình bị nộp phạt nó bắt đầu lên xin tiền khán giả. Khán giả nào bảo nó, khán giả nào người ta cũng muốn nghe một cái thông tin nó trung thực, chứ khán giả không muốn mà mình dựng chuyện lên mình nói. Khán giả nào cũng vậy quý vị, cũng muốn nghe một cái thông tin gọi là trung thực, một thông tin nó có cái tính nhân văn, một thông tin nó có một cái trí tuệ trong đó, chứ không có khán giả nào mà muốn nghe những thông tin phiêu dệt, những thông tin mà thật sự dựng chuyện. Rồi mình lên mình dựng chuyện, mình lên chuyện có nói không, chuyện không nói có, rồi để mình dẫn dắt khán giả đó, rồi bên kia mới lập vi bằng chứ. Chứ còn mình lên mình nói đúng thì bên kia có cơ sở nào mà lập vi bằng? Khi mình nói ra được, mình chứng minh được thì bên kia nó không có cơ sở lập vi bằng, đúng không? Còn bây giờ mà bên kia lập vi bằng có nghĩa rằng mình có những cái nói sai lệch, có những cái gọi là vu khống, có những cái bịa đặt thì bên kia người ta mới có cớ mà lập vi bằng. Thế còn mình nói mà đúng theo cái gọi là cái tinh thần đóng góp, mình nói đúng theo cái quan điểm của mình trong cái câu chuyện đó mà để mà cái tình người với nhau đó, thì thật sự bên kia bây giờ nó có muốn lập vi bằng nó cũng không biết lập bằng cách nào, đúng không? Có muốn lập vi bằng bây giờ cũng là không biết bây giờ mình lập vi bằng bằng cách nào đây, bây giờ nói đúng quá mà lập bằng cách nào được đó. Cho nên nó quý vị thấy nó quay xe một cái là nó sang nó chữ chữ tan nát đời qua, nó chữ để gọi là cái như là lấy số lấy má với bên kia, chữ để mà thể hiện em bây giờ em quay xe em là một trong những người là ở là trung thành hơn con bé nhà anh. Cực kỳ xấu hổ thật sự quý vị, cái nền tảng YouTube mà có những cái thành phần này là cực kỳ xấu hổ.
nó dẫn dắt câu chuyện. Kiểu là nó thật sự quý vị, vì cái quyền lợi bản thân của những chủ kênh thôi, chứ đây nó không phải vì cộng đồng, đây không phải vì cái nhân vật. Qua cái drama của Hồng Loan, chúng ta phải khẳng định một vấn đề như vậy: những cái kênh mà nó đã từng gọi là hai mặt rồi thì nó muôn đời vẫn là hai mặt. Những cái kênh đó, trong đó có một số kênh ngày xưa quý vị thấy nó bảo vệ bà Phương Hằng, bắt đầu là sau này nó quay xe sang nó cánh bà Phương Hằng. Có nhiều cái kênh trong cái đám mà đi bảo vệ Hồng Loan, nó có nhiều cái kênh như vậy rồi. Có nghĩa là đây là cái bản chất của họ. Bản chất nó muôn đời vẫn là bản chất, giang sơn dở đổi, bản tính khó dời, đó là một cái sự thật. Mà cái bản chất này từ đâu quý vị? Bản chất này có được là từ cái sự mà giáo dục từ gia đình, rồi cái môi trường sống của họ, nó mới tạo nên cái bản chất một con người. Còn tạo nên một bản chất một con người là đó, sự giáo dục gia đình và cái môi trường sống nó cực kỳ quan trọng, để nó quyết định một cái bản chất, một cái bản tính một con người. Bây giờ mình cứ nghĩ rằng mình có kênh rồi mình lên mình muốn nói nhăng nói cuội, muốn lôi khán giả đâu mình lôi, lôi xong rồi chán lôi rồi bây giờ quay sang xin lỗi là quê, quay xe là ok. Nó thể hiện một trong những cái, xin thưa quý vị, khi mà những con người này quay xe tấn công Hồng Loan thì mình phải khẳng định một vấn đề là những cái quan điểm của họ từ trước mà họ dành cho Hồng Loan là nó có những cái gọi là cái như là không có chuẩn mực. Cho nên những kênh đó quan niệm tôi là tôi không bao giờ tôi xem. Vì sao quý vị? Mình đâu phải là con cờ đó, mình là khán giả của họ, mình đang ủng hộ một like một view, mình không phải là con cờ để cho người ta dẫn dắt, để những kênh bất lương này người ta gọi là thức dẫn đâu dẫn. Nó lên hàng loạt luôn quý vị. Nó lên rồi nó bảo rằng một câu bây giờ đó, tôi lên rồi bây giờ là tôi sẽ nói về Hồng Loan cho tới thời điểm bây giờ tôi cảm thấy là nói đủ rồi, tôi sẽ dừng, tôi không nói nữa. Ông nội nó đi chửi người ta mà nó còn là cân đo số vốn nữa. Do nó chửi Hồng Loan nhiều quá là không còn ai xem, nó bắt đầu nó lên gọi là xin rút khỏi drama. Thứ mà thứ hai mặt vậy ai đâu coi quý vị, mày gặp tôi thật sự tôi cũng chẳng coi. Tao đâu phải là con cờ đó mà hôm nay mày lên mày mày đưa ra thông tin này, ngày mai mày bóp méo thông tin mà chuyển sang cái ngõ khác thì biết đâu mà lần đó. Nhiều lúc là đi coi những chương trình đây để mà chi quý vị, tất cả những drama là mình xem đó là để mình có những cái hướng nhìn về pháp lý. Mình xem thử câu chuyện đó nếu mà quan điểm mình là cái pháp lý nó như thế nào, nó có phù hợp theo pháp lý hay không, chứ không phải cái drama mà để mà vô rồi để một số kênh bắt lương, một số kênh mà thiếu học đây bắt đầu nó dẫn dắt cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Xem drama, xem một câu chuyện trên mạng xã hội là mình để mình hiểu hơn về cái sự thật, ở cái thực tế câu chuyện nó như thế nào, cái hướng pháp lý ra làm sao, chứ không thể mình vô để mà thích hôm nay nó đứng bên này, ngày mai nó đứng bên kia, nó cứ quằn qua quằn lại, bé qua bé lại, cái nó mộ nội cũng phải đội chứ khô, được không? Sao đỡ được? Để nó nghĩ nó có kênh rồi, bây giờ mình chẳng lẽ bây giờ mình theo? Mình là khán giả cũng phải có quan điểm của mình quý vị, mình khán giả cũng phải có lập trường quan điểm của mình. Đó, bây giờ mày nói thì mày nói, còn vấn đề quan điểm của mình là nó vẫn là như là cái kiềng ba chân vững chắc như vậy, thì không có kênh nào nó dẫn dắt được quý vị. Do là nó nói cái tôi nói trong cái những cái kênh mà phản biện, những kênh mà cái như là giống như cái kênh của tôi đó, cái kênh mà buôn chuyện buôn bà tám, kênh của tôi là gọi là cái kênh bà tám đấy. Tôi nói khi mà mình nói bất kỳ một vấn đề gì, chắc ăn rằng trong đầu của mình sẽ có những cái gọi là cái như là sắp xếp được cái là cái nội dung mình cần chia sẻ, mục tiêu mình cần chia sẻ là gì. Cho nên quý vị nào đó mà cái qua mấy kênh kia quý vị xem, ngày xưa nó chữ Hồng Loan nó cũng có trong những cái hình dung, tất cả nó có những cái soạn thảo sẵn rồi, bây giờ nó quay sang nó cũng như vậy, cực kỳ tào lao. Cái nhà của người ta vô ở rồi cái bây giờ nó thật sự rồi muốn 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 giành luôn. Đạo lý là cho tôi nói cái đạo ở đời không ai mặc kiểu đó, thì đừng có nói chi là pháp luật. Pháp luật là một trong những cái gọi là cái cốt lõi trong cái cuộc sống, để người ta kể như là nương theo đó để người ta hình thành cái nhân cách, để người ta có một cái hướng đi nó chuẩn. Giờ vô mình ở nhà người ta rồi mình giành nhà luôn,
ở nhà người ta rồi, bây giờ mình muốn là sở hữu luôn, ở đâu ra? Đấy. Tôi nói tại thời điểm bây giờ đó, tôi vẫn khẳng định một cái vấn đề: Hồng Loan dù có con nuôi hay con ruột, cái điều đó nó không có quan trọng. Mà nó quan trọng bây giờ là Hồng Loan là một trong những người con có giấy khai sanh, thế là đủ rồi. Được không? Và cái điều này tôi minh chứng cho quý vị thấy rằng đó, Hồng Loan là một trong những người con hợp pháp với của ông cố nghệ sĩ Diệu Linh. Về cái hợp đồng vừa qua, hợp đồng với là cái là chỗ BH Media, cái vụ mà vừa rồi là xử ngày 26/6 vừa qua đó quý vị. Khi Hồng Loan mà đứng lên khởi kiện cái là BH này, thì tòa sẽ hỏi những cái mà cái thân thế của Hồng Loan, những cái hồ sơ để Hồng Loan chứng minh rằng Hồng Loan là con của ông Võ Văn Ngon. Thì khi tòa nó có những cái hồ sơ đó, nó mới chấp nhận là cái đơn khởi kiện của Hồng Loan, đúng không? Chứ còn nếu mà Hồng Loan không chứng minh được mình là ai so với ông Võ Văn Ngon, xin thưa tòa không bao giờ nó rảnh mà nó đi nhận những cái vụ kiện này, đúng không? Bác đơn ngay lập tức. Hồng Loan có những cái chứng minh trước tòa và tòa cũng đã chấp nhận những cái hồ sơ đó, cho người ta mới là thụ lý vụ kiện. Đó. Và quý vị thấy không? Vụ kiện vừa qua đó là ngày 26/6, quý vị có thấy bên nào người ta tới hay không? Đó. Những người có quyền lợi liên quan cũng không có, mà cái chỗ là BH cũng không có. Thì chúng ta hiểu một vấn đề gì rồi gì? Có nghĩa rằng về cái pháp lý Hồng Loan hiện bây giờ là rất rất vững chắc. Còn câu chuyện mà ADN, ADO, đừng có nói cái câu chuyện ADN, đã là con nuôi thì bây giờ không có ADN. Tôi cứ cho rằng con nuôi đi. Con nuôi không cần ADN. Miễn sao giấy tờ hợp lệ là ok rồi. Đã bảo người ta là con nuôi, bây giờ bảo người ta xét nghiệm ADN, trình ADN ra chi tào lao sẽ kể đấy. Đó, người ta thích là người ta nói con ruột được không? Người ta nói, nhưng mà người ta có áp dụng cái điều đó vào tòa hay không, nó quan trọng. Tôi bây giờ tôi thích, tôi lên tôi nói tôi ngày xưa cũng gặp ông Vũ Linh hoài hoài cũng được vậy. Nhưng vấn đề thực tế nó có như vậy hay không? Đó. Cho nên cái câu chuyện mà Hồng Loan bây giờ đừng có đặt nặng cái vấn đề là Hồng Loan là con nuôi hay con ruột. Rồi đừng bao giờ mà đặt nặng vấn đề là ADN. Được không? ADN nó không còn quan trọng. ADN bây giờ phải có chủ thể để gọi là cái như là để xét nghiệm ADN. Chứ còn ADN cao lắm thật sự. Hồng Loan bây giờ nó bực tức quá, bây giờ nó lên nó nói vậy đó, nó nói vậy ngang ngang vậy đó, nói vậy chơi chơi được không? Nó nói có xét nghiệm ADN đó. Rồi bây giờ bảo nó trưng ra, nó không trưng đó rồi làm gì đó. Thế bảo Hồng Loan đưa cái kết quả xét nghiệm ADN, bây giờ Hồng Loan không thích đưa làm gì Hồng Loan? Thế giờ Hồng Loan có mỗi giấy khai sanh đó, Hồng Loan đưa ra mỗi giấy khai sanh rồi sao? Do mình cưỡng cầu nhiều quá rồi mình cảm thấy mình tức cái mắc gì đâu mà mình gọi là thay lấy chuyện của người ta. Có ADN, ADO đó là chuyện của người ta. Mình là khán giả, mình đóng góp ý kiến gì được, mình đóng góp, mình chia sẻ được bà tám nào mình chia sẻ. Còn không chia sẻ được thì thôi. Đó. Cái mắc gì chuyện của người ta bây giờ cứ lên gọi là bắt người ta trưng bày ra cái giấy ADN làm chi? Đó là một trong những con chốt bài cuối cùng để người ta tung ra gọi là cái chiêu bài mà cái trong phiên tòa sắp tới thì sao? Mình phải đặt mình vào trong hoàn cảnh người ta rồi mình mới hiểu. Đã là ra một cuộc chiến pháp lý quý vị, chỉ cần là người nào thông minh hơn người đó sẽ thắng. Cuộc chiến pháp lý. Chỉ cần là những người mà thông minh hơn người đó sẽ thắng. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Thế còn không phải câu chuyện pháp lý, cái gì cũng tua lên mạng, cái gì cũng phơi ra mạng, thế còn gì nữa? Không gian mạng không giải quyết bất kỳ vấn đề gì cho Hồng Loan. Nếu như giải quyết được là mua hàng cho Hồng Loan thôi. Chứ còn liên quan những cái khối tài sản lớn mà bây giờ Hồng Loan đang tranh chấp, mà bây giờ cái những con người khác đang tranh chấp với Hồng Loan chứ. Câu đó đúng hơn. Có nghĩa khối tài sản lớn mà ông Vũ Linh ông đỡ lại, mà bây giờ có một số người họ đang tranh chấp với Hồng Loan. Đó, cái đó mới là thật sự tòa án bảo vệ cho Hồng Loan, luật sư bảo vệ cho Hồng Loan. Đó. Chứ còn không gian mạng không có thể nào bảo vệ cho Hồng Loan được. Cho nên không có vấn đề gì và cũng chẳng có bất kỳ một lý do gì mà Hồng Loan phải gọi là chơi trắc tay trên không gian mạng. Nhưng nhớ bên cạnh Hồng Loan có luật sư, chứ không phải bên cạnh Hồng Loan là không có luật sư. Những vị luật sư đó, đó thì người ta thật sự
cái vấn đề pháp lý người ta gọi là rành hơn mình, người ta biết rõ hơn mình, đường đi nước bước người ta tư vấn cho mình, cho bớt ảo tưởng là may má, may má may bố, bớt ảo tưởng đi, tờ ơn lên mà kiếm ăn trong câu chuyện của người ta cho đã rồi quay sang tránh người ta. Tôi nói thật sự nó còn hơn cả chữ nhục. Lo mà thật sự lo mà tiết tiết lại bớt. Chứ còn tôi nói thật sự, rồi vài bữa nữa tôi ví dụ nha, vài bữa nữa rồi Hồng Loan mà thánh đi, rồi không biết là bây giờ cái mặt của mình bỏ đâu cho nó vừa. Có nghĩa là người ta đã từng quay xe từ Hồng Loan người ta quay sang bên kia, rồi bây giờ sau này Hồng Loan thánh là chẳng lẽ quay sang ngược lại Hồng Loan thì nó cũng kỳ, nó cũng nhục, đúng không? Cho nên bây giờ bớt bớt đi, để sau này giả sử Hồng Loan thắng thì tớ nịnh nịnh Hồng Loan nó cũng cho làm được vài clip đó, rồi để mà kiếm gạo mà nấu. Tạo quá đó, thời buổi kinh tế khó khăn đó, ta lên không gian mạng ta coi cái nào ta chơi được thì ta chơi, còn chơi không được đừng có phá người ta đó, chơi không được rồi quay sang cái nhân lầu là cái nhân là thật sự quá vậy đó, đi phá người ta đó, đi hại người ta, chơi chơi bất lương đó, đúng không? Chơi trò chơi chơi quá bất lương, bỏ đi mái má lên mà thật sự quý vị thấy mấy cái drama người ta, thật sự người ta đang đi một cái vấn đề pháp lý nó ok thế rồi nhảy vô rồi chọt này chọt kia, tôi nói ồn ào không là do YouTube, cái drama của Hồng Loan ồn ào không là do YouTube chứ không phải là thật sự. Có một số bà con bảo rằng tại sao Hồng Loan mà đến bây giờ không có động thái gì. Hồng Loan đang có động thái, không phải là không có động thái, nhưng mà nó thật sự quý vị, bây giờ cái gì mà tung lên rồi cái YouTube nó cũng chín người mười ý, đứa này nó dễ ý này, đứa kia dễ ý kia, ông nội ai đâu dám tung, dám tung nữa không, tung cho chết hả? Có nhiều ông rảnh dễ sợ, ông điện qua để ông hỏi thông tin, hỏi thông tin là bên Hồng Loan không đưa thông tin, mới đầu là dặn dặn rồi quay xe rồi kính bậy, nhục quá nhục, bỏ đi mấy cưng. Hôm nay lên nhẹ nhẹ đó quý vị, còn mấy cưng mà không bỏ là anh loi kênh nào ra là anh chửi kênh là tách mặt luôn đó. Tào lao làm anh không có lương tâm, không có định hướng người nào một người đi quý vị, ngày nào ta định hướng người nào một người đi, xong rồi thật sự mình có những cái kiên định, có những cái nhìn nhận nó thực tế rồi mình mới lên phát ngôn. Ông nội lũ bay lên phát ngôn cho đã rồi bây giờ phải chửi người ta vô ơn, trời đất quá bây giờ. Cảm ơn tất cả.